Tôi thân ái chào mừng tất cả các em đã đến với khóa học ngữ văn 6 trên trang web olm.vn. Các em thân mến, lịch sử dân tộc ta đã trải qua biết bao cuộc chiến tranh oanh liệt và vô cùng hào hùng. Trên màn hình, chúng ta thấy hình ảnh của nghĩa quân, của những đoàn quân đang ra trận. Những hình ảnh này gợi cho chúng mình điều gì? À, đó có thể là tình yêu nước, là niềm tự hào đối với truyền thống bất khuất của dân tộc. Và cũng chính từ những hình ảnh vô cùng hào hùng này đã ăn sâu vào đời sống của nhân dân, là nguồn gốc khơi gợi nên một số hội thi truyền thống. Và một trong số đó là hội thi mà chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong bài ngày hôm nay. Bài đọc kết nối hội thổi cơm thi ở Đồng Vân. Bài học của chúng ta hôm nay sẽ gồm các phần sau đây. 1. Đọc ghi chú một vài lưu ý. 2. Tìm hiểu văn bản. Và 3. Là tổng kết. Đầu tiên chúng mình sẽ vào phần 1. Đọc ghi chú một vài lưu ý. A nhỏ, đọc văn bản. Đến đây, các em hãy dừng video lại và mở sách giáo khoa Chân trời sáng tạo lớp 6 tập 1 trang 25, 26 và 27 để chúng mình cùng đọc kết nối chủ điểm bài Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân nhé. Tiếp tục, chúng ta sẽ cùng ghi chú một vài điều cơ bản. B. Ghi chú một vài lưu ý. Các em lưu ý, đây là văn bản thuyết minh thuật lại lễ hội thổi cơm thi ở làng Đồng Vân, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng. Các em thân mến, nếu như qua các truyền thuyết thánh gióng, sự tích Hồ Gươm, chúng mình được tìm hiểu về truyền thống anh hùng, bất khuất, ý chí kiên cường chống giặc bảo vệ đất nước, thì đến với bài Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân này, chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, mà nguồn gốc của chúng bắt nguồn từ chính các cuộc chảy quân đánh giặc của người Việt cổ bên dòng sông đáy xưa. Vậy cụ thể hội thổi cơm thi có gì thú vị và nó lưu giữ những giá trị truyền thống nào? Chúng mình sẽ cùng tìm hiểu tác phẩm nhé! Hai nhỏ, tìm hiểu văn bản. Chúng ta sẽ cùng đi vào mục A nhỏ, nguồn gốc và mục đích của hội thổi cơm thi ở Đồng Vân. Đầu tiên, các em hãy đọc lại sách giáo khoa, chú ý hai đoạn cuối ở trong trang 27 và trả lời câu hỏi. Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân được tổ chức với mục đích gì và có nguồn gốc từ đâu? Rất chính xác, nguồn gốc của hội thổi cơm thi này được bắt nguồn từ các cuộc chảy quân đánh giặc của người Việt cổ bên dòng sông đáy xưa. Mục đích là góp phần giữ gìn và phát huy những nét đẹp cổ truyền trong sinh hoạt văn hóa hiện đại hôm nay. Chúng mình lưu ý, chảy quân ở đây tức là ra quân hay là đoàn quân ra trận. Đó là nguồn gốc và mục đích của hội thổi cơm thi ở Đồng Vân. Tiếp tục, chúng mình cùng đến với phần B nhỏ, luật lệ của hội thổi cơm thi và người dự thi. Các em hãy đọc sách giáo khoa và cho cô biết các công đoạn thổi cơm thi có những quy định như thế nào nhé. Các bạn đã trả lời rất đúng. Chúng mình hãy quan sát vào bảng trên màn hình của cô. Chúng ta có các công đoạn sau. Lấy lửa thì quy định là lấy trên ngọn cây chuối. Chuyển lửa thì châm que diêm vào hương cháy thành ngọn lửa. Và nhóm lửa thì châm lửa và đốt vào những ngọn đuốc. Công đoạn thứ hai là chế biến gạo. Khi chế biến gạo thì phải xay, giã, dần, sàng từ lúa thành gạo trắng. Công đoạn thứ ba là đun nấu làm chín cơm. Quy định đó là nồi cơm được treo dưới những cành cong, một tay cầm cần, một tay cầm đuốc đối với người dự thi, đúng không nào? Và công đoạn thứ tư đó là
Thời gian thì quy định ở đây đó là trong khoảng 1 giờ rưỡi. Cuối cùng là về chất lượng, quy định cuối cùng là về chất lượng thì gạo phải trắng, cơm dẻo và không cháy. Đó là những công đoạn và quy định trong hội thi thổi cơm. Tiếp tục, các bạn hãy suy nghĩ và cho cô biết cuộc thi đã thể hiện về vẻ đẹp của con người Việt Nam như thế nào? Đúng rồi, rất chính xác. Hội thi có ý nghĩa văn hóa, giải trí, rèn luyện sức khỏe cho con người. Vẻ đẹp của con người Việt Nam được thể hiện đó là khỏe mạnh, khéo léo, sáng tạo, đoàn kết, phối hợp trong nhóm, ứng biến nhanh và có ý thức cộng đồng. Cuối cùng thì chúng mình sẽ cùng đến với ý C nhỏ. Hộ thổi cơm thi ở làng Đồng Vân mang nhiều giá trị văn hóa lịch sử. Bây giờ các bạn hãy cho cô biết những lễ hội như hộ thổi cơm thi ở làng Đồng Vân cho em biết điều gì về lịch sử và văn hóa dân tộc? Đúng rồi, các bạn hoàn thành rất tốt. Chúng mình thấy được rằng hội thổi cơm thi ở làng Đồng Vân đã giúp hiểu thêm về lịch sử, về những lễ hội của cha ông ta lưu truyền qua nhiều thế hệ nhằm tôn vinh những nét đẹp của văn hóa dân tộc, của nghề trồng lúa nước. Các em thân mến, nếu như hai văn bản Truyền thuyết Thánh Gióng và Sự tích Hồ Gươm cho chúng mình biết về truyền thống anh hùng bất khuất chống giặc ngoại xâm của dân tộc, thì với bài đọc kết nối hội thổi cơm thi ở làng Đồng Vân này đã giúp chúng mình có được cái nhìn hoàn thiện hơn về truyền thống của dân tộc, không chỉ là truyền thống yêu nước, đánh giặc, mà ở đây còn là những truyền thống về nét đẹp sinh hoạt văn hóa của dân tộc nữa, đúng không nào? Các em thân mến, chúng mình lưu ý, đây là bài đọc kết nối để cho chúng mình có một cái nhìn toàn diện hơn về lịch sử dân tộc, về truyền thống của dân tộc ta. Tuy nhiên thì chúng mình cũng nói qua một chút về nội dung và nghệ thuật của tác phẩm. Về nghệ thuật, chúng mình thấy rằng đây là văn bản thuyết minh có ngôn ngữ chính xác, cô đọng, chặt chẽ và sinh động. Nội dung thì đã tường thuật diễn biến của hội thổi cơm thi ở Đồng Vân, từ đó ca ngợi vẻ đẹp con người Việt Nam nhằm tôn vinh những nét đẹp truyền thống của văn hóa dân tộc. Và các bạn thân mến, cô mong rằng thông qua bài đọc kết nối này sẽ giúp các em có được một cái nhìn trọn vẹn hơn, có được một cái nhìn bao quát hơn và sâu sắc hơn về văn hóa của dân tộc. Không chỉ đó là truyền thống yêu nước, đánh giặc, mà đó còn là những nét đẹp trong văn hóa nữa. Và các bạn thân mến, đến đây thì video của chúng ta cũng đã kết thúc. Cảm ơn tất cả các em và hẹn gặp lại chúng mình trong những bài học lần sau.